Gòn Đà Lạt, Sài Gòn Đà Lạt nè bà con ơi. Về nhanh một tấm vé về quê thăm ba má, bà má mình lo nè bà con ơi. Mấy bé ơi, đi về Đà Lạt nè con. Về ăn cơm bơ nè. Hai bé. À, hai bé, bé, lên. Lát có tiền nha. Còn ai đâu, xe tấp chạy rồi bà con ơi, nhanh. Bắt tài ơi. À, tôi lơ. Xe, trên xe có đi Đà Lạt. Xe đi Đà Lạt. Không, tôi đi Đà Nẵng. Xe đi Đà Lạt. Đà Nẵng ra đây gì ba? Đà Nẵng của anh kia. Không biết cà. À gì? Cà. Của anh kia. Bu gì mày? Cà trứng. Còn ai đâu bà con ơi. Xe sắp chạy rồi đó. Xe sắp chạy là chạy không lại cái xe đâu đó. Nhanh lên nè. Một xuân đến, thấy gì bà đông mà. Bao nhiêu vé thì bắt tài? 300. Rẻ. Alo, mẹ hả? Con đang về quê với mẹ nè. Mua nhiều quà cho mẹ lắm. Dạ. Không cần quà, chỉ cần rễ hả mẹ? À, mẹ con còn trẻ mà đúng không? Từ từ thôi nha. Dạ. Không có rễ đừng có về hả? Đâu có được đâu mẹ. Mới mua vé rồi tốn tiền, đừng có đuổi nhỏ mà. Mẹ, con có người yêu rồi. Con chưa muốn công khai với mẹ thôi, mẹ bất ngờ chưa? Mẹ muốn nói chuyện với rể luôn hả? Bác Tài nói chuyện với má em. Nói chuyện với má? Nói chuyện với má đi, lên. Là sao? Dạ là bạn trai. Alo má hả? À, con bạn trai của Tuyền. Duyên. À, Duyên. Con là Tuyền, bạn trai của Duyên. À, má khỏe không? Rồi con xin Duyên về thăm má mấy lần. Dạ mẹ, bạn trai của con vậy đó mẹ. Dạ. Dạ con về nha mẹ. Đừng có đuổi nó nha. Dạ dạ, cảm ơn mẹ. 700. Còn ai nữa không bà con ơi? Trời ơi, xe sắp chạy rồi nè. Chưa chú. Sao con? Cho anh hỏi có xe nào đi Đà Lạt không nhờ? Đây, xe đi Đà Lạt. Cái xe tối tăm tù túng này á hả? Không, ý con là có xe nào kiểu như là hai cửa này mua trần á. Xe hai cửa mua trần á là tự mua một chiếc rồi tự lái đi. Ai mà chở khách mà đi mua hai trần gì đấy. Chưa thấy năm nào xuất quản năm nay. Thôi, chú cho con đặt một vé đi. Nhưng mà ngồi gần cửa sổ nha. Vé 300. Ngồi gần cửa sổ 350. Cho hành trước 400 luôn. Trời ơi, ai đi có tướng kiểu gì vậy? Dạ. Cho tôi xin lỗi, tôi không có để ý. Trời ơi, đã đi trúng cái xe dởm rồi mà còn gặp cái người mắc để dưới đầu gối nữa chứ. Cô đừng có quá quắc quá nha. Tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Ủa bộ xin lỗi là xong hả? Thôi, Tết nhất mà cãi lộn gì. Lên xe đi, 400. Mình ha. Anh ơi, đi đâu em? Xe mình chuẩn bị chạy cho anh. Xe chuẩn bị chạy rồi. Cho em một vé nha. Cứ lên nó đi rồi anh lại anh thu tiền. Thầy nha. Còn ai nữa không bà con ơi? Đi Đà Lạt em. Đi Đà Lạt đúng không? Đà Lạt bụng mơ nè bà con ơi. Đà Lạt không khí trong lành nè. Trời ơi, quê mình không có đó cũng cứ về đó ăn Tết. Trời ơi, Đà Lạt. Đà. Lạnh lạnh ta. Lát thu vé nha bé. Còn ai nữa không bà con ơi? Hết rồi đúng không? Rồi, tạm biệt bà con nha. Chúc bà con ở lại nó mới vui vẻ. Dành sự phát tài nha. Còn thiếp, thiếp chưa lên. Giờ lên. Khoan. Sao? Đường đi dằn sóc. Thiếp mắc ói. Có cái bị. Cái bập. Cái bịch. Bao ni lông bà? Có, trời ơi, xe là đủ bao hết. Xe bao trọng gói mà. Đây, 10.000 bao. Má em đang đợi ở nhà. Đi. Lên xe. Xách giùm nha. Cảm ơn. Vuốt cái trụ đó. Vuốt quạt trước. Giờ sao? Vuốt cái trụ. Vuốt. Xong rồi. Cảm ơn anh. Lên xe. Bão xuôi ngược trên khắp
nẻo quê hương, ai cũng mừng khi thấy Việt Nam xinh dương. Nào mình cùng mơ Vina, hey, nhan sắc xinh chị em ta bay, ta chung nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Bác Tài nói nghe nè, này cái xe hay là cống cống mà kính mít gì bác Tài? Cái này là xe người ta lắp kính chống tiêu UV, chống đạn rồi đó. Sao ông không ngồi chỗ khác đi, tự nhiên ngồi chỗ này vậy? Tôi ngộ à, tôi mua vé đâu, tôi muốn ngồi đâu thì tôi ngồi chứ. Anh ơi, nó chê anh nha, thôi anh vô lòng em ngồi đi. Ngồi ở đâu, ngồi ở đầu bà hả? Ê, đúng ý á. Cho cha mẹ đẻ đứa con có hiếu quá ha. Xứng đáng mà. Trời, còn bao nhiêu chỗ vậy anh, lên đó anh ngồi đi. Cô thấy có vô lý không? Cô mua có một ghế à, đâu phải cô bao hết nguyên chiếc xe này đâu. Cô bắt tôi ngồi đâu, tôi ngồi theo cô hả? Cô làm cái gì vậy? Cô anh làm cái gì vậy? Trời ơi, bao nhiêu chỗ anh không ngồi, tự nhiên anh ngồi cạnh tôi chi vậy? Anh có ý đồ với tôi đúng không? Ý đồ gì? Anh tin là tôi báo công an cái tội đeo bám tôi không? Tôi không có nói chuyện với cô nữa. Có dây sòm đâu? Tôi bị mất thân bằng mà. Anh bất tài, chạy kiểu gì vậy? Ở dưới này người ta té đuổi hết trơn rồi nè. Tôi biết ngay mà ngồi đây có ý đồ. Trời ơi, né ổ gà mấy ông nội ơi. Trời ơi, bác Tài ơi, chạy xe từ từ bác Tài ơi. Bữa mới có cái vụ xe 16 chỗ nó lao xuống vực nó chết, cái màu cũng giống cái màu xe này là kiên phong thủy đó nha. Trời ơi trời, tôi quýnh bà quéo giới tính nha bà. Trời ơi, nghiệp quá nha anh ơi. Sao ông nói cái gì vui lắm mà. Cái chết là thứ mà ai cũng sợ hãi và né tránh, và cũng là thứ mà ai cũng phải trải qua. Khi ta chấp nhận được cái chết thì cũng là lúc chúng ta được giải thoát. Bèo, nói gì ghê chứ bèo. Chị gái, hồi nãy là chị định bắt cái xe quỷ môn quan mà chị bắt lộn đi qua cái chiếc xe Đà Lạt đúng không chị? Mắt bố gì nó cười. Ghê mày. Trời ơi trời, chắc con xuống xe của bác Tài ơi. Trời ơi, xe này là xe một chiều một đi, không có trở lại, không có xuống được. Trời ơi trời, gì ghê rồi, biết vậy không lên xe luôn á. Khùng hả mày, chặn đầu xe người ta vậy? Anh, cho em hỏi xe này đi Đà Lạt đúng không anh? Đúng rồi. Cho em vé đi. Là đi xe đúng không? Dạ. Đi xe thì bữa sau người ta ra bến xe, người ta bắt xe người ta đi. Chặn đầu giữa đường vậy, tông mà chết, tiền nó có đền. Trời ơi, thông cảm đi thiệt. Với anh, em chia sẻ với anh luôn là em cũng không muốn đi mấy xe này đâu. Mà tại xe em đang đi nó hư nên là em gửi rồi em nhảy lên xe khách em đi. Cho em vé anh. 300. Ừ? Chặn xe giữa đường 200 nữa. 500. Anh, hình như ngày xưa mẹ anh đẻ ngược đúng không anh? Ý mày là sao mày? Anh nghĩ đi, cái em đón giữa đường thì cái quãng đường từ đây đến đó nó ngắn hơn thì đáng lẽ anh phải bớt cho em chứ. Đằng này tự nhiên anh phụ thu em là sao? Nhưng mà mày chặn xe giữa đường vậy lỡ tông chết mày rồi. Tông chết mày thì không nói đi, lỡ xe tao lật cái hay là gì đó lao xuống vực chết, tiền đâu đền mày. Anh nên suy nghĩ thật là kỹ lại. Bởi vì bây giờ nếu mà em lên xe á thì anh sẽ bán được thêm một vé. Còn nếu anh không cho em lên xe thì anh sẽ mất đi một vị khách. Sao nữa? Nên thôi, anh lấy giá bình thường cho em được không anh? Đi mày, lên lại đi. Thông cảm cho lần này đó. Cảm ơn anh nha. Chỗ này. Ngồi đây. Ngồi đây. Ngon quá. Ráng sang lên. Tôi tin bà. Mèo ráng sang. Cô gì đó ơi, cô có thể cho tôi ngồi đây xíu không? Anh gì đó ơi, ở đây còn chỗ nè, ngồi đi anh, không sao hết trơn á. Bèo. Cô ơi, cô cũng thấy rồi đó, xe hết chỗ rồi. Cô mở lòng cho tôi ngồi xíu được không cô? Ừ.
gái cô. Buồn sao hết, có hết đâu, mày thấy có hết không? Tính ra thì cô cũng đi Đà Lạt hả? Lần đầu tiên gặp nhau, để thân thiết hơn thì tôi chia sẻ với cô một điều. Đó là tôi á không có hay đi mấy cái xe khách chật chội vậy đâu, mà tôi có một chiếc xe cào cào. Chiếc xe cào cào này đã cùng tôi băng qua bao đại dương, cùng tôi đi qua ngàn con đường. Không vui hả? Thôi thì trước lạ sao quen, tôi trân trọng giới thiệu với cô, tôi tên là Tuấn Kiệt. Nghề tay phải của tôi là một nhân viên văn phòng, và nghề tay trái cũng là sở thích của tôi, đó chính là làm vlog về du lịch. Tôi thích đi khắp nơi. Tôi muốn gạt bỏ hết tất cả mọi buồn phiền trong cuộc sống này, để tìm đến một nơi bình yên mà không có ai biết đến. Bỏ hết tất cả để tìm đến nơi bình yên. Đúng, cô nói đúng rồi. Mình phải bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Còn trẻ mà, mình phải tìm đến những nơi mà chưa ai biết đến, rồi mình tận hưởng cái cuộc sống bình yên này. Nếu mà cô thích á thì cô cứ kêu tôi chỉ cô đi. Nhưng anh có tò mò muốn biết về một thế giới khác không? Ở thế giới bên kia nó tồn tại những gì? Điều gì sẽ chào đón chúng ta khi ta rời bỏ thế giới này? Khoảnh khắc mà ta rời bỏ nó đáng sợ như thế nào? Hên quá, anh này đổi chỗ nha, chứ ngồi kế nó nhiều khi đi qua thế giới bên kia luôn á. Trời ơi, gặp tôi lại luôn, đâu dám làm gì đâu bà. Hoài luôn, hoài luôn á, thiệt cái hoài luôn á. Bà méo sụng à. Trời ơi, sao có công an kìa mọi người. Hình như đang điều tra cái gì á. Thôi kệ đi, có trai là xuống. Xuống đi mọi người, trời nóng quá. Xuống bèo, xuống bèo. Trời anh tránh lên ơi. Nay đường mình bị sao mà chặn đường lại không cho chạy hả anh? Gần đây có một vụ vượt ngục, nên chúng tôi ở đây phân luồng xe đi về hướng khác. Tại vì khu vực này chúng tôi phong tỏa rồi. Nguy hiểm vậy anh? Ôi, nó sổng bao nhiêu đứa vậy anh? Chi tiết này thì chúng tôi không được phép công bố. Nhưng có một tên cực kỳ nguy hiểm, các anh cẩn thận nha. Ôi trời đất ơi, có một tên tử tù nguy hiểm vượt ngục rồi hả? Má ơi, đụng độ nó một cái là xuân này, sao về lấy chồng đi trời. Có cái gì đâu mà lo nè. Mình đi xe kính, mình đi đường lộ, nó mà nhào ra cái tôi xử nó cho. Thấy ghê vậy. Giờ dở đồ đó không biết đầm đứa nào nhiều hơn. Nhiều khi tôi phải mượn đầm của ông để tôi mặc Tết á. Mà ông đòi cân hả? Chi mà chưa có chồng. Trời ơi, xe gì đã dởm rồi mà còn xui xẻo nữa chứ. Anh ơi, cho em hỏi, giờ đường này mình đi không được, tụi em đi đường nào? Bây giờ các anh chịu khó chạy thẳng khoảng 500m nữa, có một đường rẽ phải ra đường lộ chính. Các anh đi theo men theo đường đó nha. À, rồi rồi, yên tâm. Cái khu này á là tôi phượt ở đây hoài à. Cái đường này tôi biết, tôi chạy cho. Dạ. Ừ. Rồi vậy hên quá. Vậy em cảm ơn mấy anh nha. Cảm ơn mấy anh. Chào mấy anh. Mấy ông nội bà ngoại này xuống xe làm chi vậy? Nóng. Không. Bóng. Ngóng. Ngóng chuyện. Xong rồi. Rồi, đi. Đường chắc không hả bà? Yên tâm đi, tôi đã nói rồi, cái đường đi phượt hoài mà. Lên xe đi, tôi chỉ đường cho. Sao lâu quá ta? Đáng nhẹ phải ra quốc lộ lâu rồi chứ. Thì tôi đi theo cái cậu này chỉ mà. À, biết đâu sao đường càng ngày càng hẹp vậy đâu. Trời ơi, ở ngoài thì thằng Tuần Nhân nó đang nhẫn nhơ mà cứ chạy nhẫn nhơ hồi hai bên gặp nhau gì trời. Nó xui hoài à. Bây giờ mạng nó yếu quá trời luôn, không biết sợ cái gì mà ra đường chính nữa nè. Anh Lê. Ơi. Có phải quốc lộ nằm ở hướng nam không anh? Đúng rồi. Vậy thì tới trước mình cứ rẽ trái đi theo hướng nam,
thì chắc chắn sẽ gặp quốc lộ thôi. À đúng đúng, chắc vậy á. Ủa mà cậu đi đâu mà đem theo la bàn vậy? Trời ơi, anh hỏi thừa ghê á. Nhìn em, anh phải biết em là phượt thủ chứ. Mà phượt thủ á, thì hay đi đến những nơi mà không thể tin tưởng vào cái điện thoại được. Thì lúc đó, thứ duy nhất chúng ta có thể tin tưởng đó chính là cả la bàn. À, là đi tới mấy cái nơi mà cùng băng qua bà đại dương nữa. Hồi nãy anh nghe luôn. Vui quá. Bây giờ hả, lạc tới nơi nè, mạng không bắt sóng được. Thì sao mà giờ đường đây la bàn. Cái con nhỏ này nãy giờ tao nhịn mày nhiều lắm mày nha. Bèo ơi. Gì? Bác Tài ơi, hình như là mình càng đi càng vô sâu trong rừng đó Bèo. Bác Tài ơi. Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Không sao đâu. Có cái cậu này ở đây mà, cậu có là bạn mà. Yên tâm, bình tĩnh. Bèo ơi, đúng chừng mình lạc vô trong rừng là mất xác luôn, là không lấy chồng nước luôn. Mày im luôn, từ bây giờ đến cuối cái chuyến đi này mày im luôn cho tao, mày nín. Nghe chưa, mày nín. Anh ơi, tìm được đường lớn chưa? Cái đường này là cái đường mà nãy giờ mình đi qua 3-4 lần rồi đó. Cái bà này đã dặn bao nhiêu lần rồi, cái miệng của bà nó vừa linh mà nó vừa thối nữa. Bà mong bà đừng có nói được không? Giờ không lẽ ví dụ tôi kêu bà trù cho cục tiền đất đầu tôi đi. Tại sao bà trách tôi? Cái thằng bà mê nó chơi la bàn kìa, nó chỉ đường sai chứ bộ. Kỳ lạ. Rõ ràng mình đã đi đúng hướng nam, sao lại như vậy chứ? Làm sao tôi biết được. Kiểm tra lại la bàn cậu đi, chứ đi theo cậu hồi nữa chắc qua tới biên giới Campuchia luôn quá. Biên giới cũng là một ý hay. Biên giới Campuchia, chỗ đó có rất nhiều những gã đàn ông cao to đen, lực lượng chất lượng, sẽ có rất nhiều vụ cưỡng hiếp, làm sao chịu nổi hả? Đường nào qua Campuchia? Thiệt không vợ, em cũng thích đi nữa. Bây giờ mình đi qua Campuchia liền đi, mình khỏi nữa, khỏi đi về nhà đâu, đi vòng vòng qua Campuchia. Em sẽ an toàn, em sẽ không bị cưỡng hiếp đâu. Không chơi với em. Không chơi em. Xui dữ ta. Chừa em ra. Những gì? Tôi không có thèm đâu nha. Chứ sao ông Nhất cứ ngồi với tôi hoài à? Thấy tôi đẹp nên xuất sắc hả? Nói nghe nè, ví dụ tôi với bà mà có lạc ở giữa rừng á, tôi thà tôi chọn con nai chứ không bao giờ tôi chọn bà đâu. Biến thái. Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh đi. Có thể là cái la bàn của tôi bị hư, bây giờ không tìm được đường lộ, thì đầu tiên chúng ta phải tìm cách ra khỏi khu rừng này. Theo tôi thấy, thứ duy nhất bây giờ mình có thể dựa vào được đó là mặt trời. Bây giờ đã là chiều rồi, có nghĩa là mặt trời đang lặn, cũng đồng nghĩa với việc mặt trời đang nằm ở hướng Tây. Một cách duy nhất là chúng ta hãy đi theo hướng mặt trời để thoát ra khỏi khu rừng này. Mọi người thấy sao? Nói gì đúng rồi vậy? Thôi, tôi nghĩ là chắc cậu cũng chỉ nhầm lẫn một lần thôi. Dù gì cậu cũng có kinh nghiệm đi đường. Thôi tin cậu em một lần nữa đi. Biết khi nào mới về tới nhà. Trời ơi, thiệt là suối quẩy mà. Như vậy đợi mấy ngày nữa đi máy bay là được rồi. Trời đất ơi, tôi nghi lắm nha. Cái kiểu mình đi vòng vòng kiểu này hoài á là hết xăng. Mà hết xăng sẽ ngủ giữa rừng. Nín một lần nữa mà nó đúng những gì mà bà nói nha, tôi giết bà tại đây nha. Tôi nghĩ không xui như vậy đâu. Hy vọng vậy, tôi cũng hy vọng là sẽ không xui như vậy đâu. Lên xe cho bác Tài ơi. Trời, con không muốn ở đây nữa đâu. Con muốn về. Bác Tài ơi. Sao rồi bác Tài? Sao rồi bác? Đừng về chứ vợ. Sao vậy? Tôi có một tin buồn với một tin buồn hơn. Mọi người muốn nghe tin nào trước? Cái gì nữa vậy trời? Sao vậy bác? Thì tin buồn là mình bị lạc đó, ai cũng biết rồi đó. Còn tin buồn hơn nữa là sẽ hết xăng. Trời.
bao nhiêu lần rồi, từ bây giờ đến cuối cái chuyến đi này bà đừng nói, biết chưa, bà nói cái giá của bà nói chưa hả? Trời ơi, bây giờ tôi giật tóc mai bà, tôi giật cái chùm này cho bà nhớ cả đời, bà im cái miệng bà lại nghe chó. Trời ơi, vậy ra. Sao lần này vô diễn thúi như vậy ta? Mấy lần trước tôi cầu trúng số, đại gia theo, đại gia rước mà không bao giờ được. Nghiệp. Ôi. Thôi, để tôi lên xe coi bác Tài có cách nào. Trời ơi, suối quậy ghê luôn á. Rồi sao giờ? Trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi đi một cái chuyến xe nào mà bão táp như cái chuyến xe lần này hết trơn á. Chỉ cần nhìn vào cái đội hình trên xe đi, những cái thành phần trên xe đi toàn là cái thứ gì đâu không à. Này nè, cái đôi tiên đồng ngọc nữ này nè, hợp nhau quá, xứng đôi vừa lứa quá, trai xinh cái đẹp quá. Mà gây lộn từ lúc mà bắt đầu tới bây giờ vẫn chưa hết gây lộn. Còn cái bà này nói bà muốn chết thì bà treo cây thần cổ, bà chết liền cho tôi đi. Chứ cuộc đời của bà mở miệng ra là bà chết, mà mở miệng ra là bà chết. Bây giờ Quim Rap chết thiệt rồi đó, bà thấy chưa? Hả? Rồi còn bà nữa, nữ hoài trong làng miệng thối, bà nói ra cái gì cũng trúng, nói ra cái gì cũng dính, cho mình không có nói gì mà hơi nữa cho á. Còn không nói kìa, nói nghe nè, thích mà thích la bàn, mà thích mà đi phượt hay là thích đu rừng đu dây thì lên rừng mà chơi cái thú đi. Mới mới thì lên cái xe này để gây quả cho cả chiến vậy hả? Nó thiệt luôn, có cả một chiếc xe có đúng một mình tôi với là cái chị này là người bình thường, mặc dù cái mặt của chị không được bình thường cho lắm, nhưng mà nói chung là chị tinh thần chị bình thường hơn tất cả mấy người. Bây giờ chị ơi, em bé ngoan quá vậy, không có khóc luôn. Gặp em á, con bèo nó la vậy thôi là em khóc xỉu luôn á. Bèo ngoan dữ lắm. Mà tôi nghe nói á, vùng này á, người dân á không dám ra ngoài một mình khi chiều buông xuống đâu. Nói bác Tài á, gan làm sao mà đi nhanh nhanh, ở đây nguy hiểm lắm á. Ủa chị, bộ ở đây có thú dữ nhiều lắm hả chị? Thú dữ thì nói gì, quan hồn ác linh. Quan hồn là gì chị? Dùng này á, gần bạn của tôi rồi, nhưng ở đây á, dặn hơn, nên á, có nhiều quan hồn ghê lắm. Trước đây á, cũng có một chiếc xe đông người đi chơi ngang vùng này, rồi đột nhiên có một người mất tích, rồi sau đó mấy ngày tìm được xác cách đó tới mấy cây số lần đó. Là bị ma dắt đó trời ơi. Bị ma ra bắt hả chị? Trời đất ơi, điên quá bèo. Ở đây mình đông mà đúng không? Mẹ ơi, cứu con với, không ở đây nữa đâu. Những oan hồn đáng thương này ở đâu ra vậy chị? Họ là những người đã chết, nhưng linh hồn còn quan niệm nên dắt dương ở dương gian. Họ tìm người hợp màng đề thê. Nếu mà không chết thì về nhà cùng điên điên dài dài, rồi sau đó từ từ chết hà. Sống trên dương gian chắc là mệt mỏi với các bạn lắm. Chị vô đây nè chị ơi, nói chuyện với ai vậy? Mình đang thảo luận ở trong cái vùng này nè. Sao rồi anh? Không có kiếm được ai xung quanh đây hết á. Mọi người bình tĩnh đi, nghe tôi nói nè. Nghe ông nói nữa. Tôi thấy trời cũng đã tối rồi, chắc là mình không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác nữa đâu. Bây giờ mình phải tự lo cho bản thân mình thôi. Hay tự lo quá à. Nhăn nhăn cái gì, bình thường nó đạo lý vậy lắm mà. Suy nghĩ đi. Rồi giải quyết đi mọi người. Sống đâu, chỉ cần mày hiện một giọt sống thôi, tao hứa tao về tao tăng gói cước khác liền. Tao tăng gói cước cao hơn, tao đóng tiền nhiều hơn, cái gì cũng được. Trời ơi, trời nó không có một cục luôn nè, trời ơi. Sống ở đâu mà ra, con người ở đây kiếm một bóng người còn không ra nữa, kiếm đâu ra sống. Mà nhiều khi như vậy cũng tốt. Mọi người yên tâm, hôm nay mọi người có tụi mình bầu bạn. Chị làm cái gì vậy, quay vô đây. Mọi người đừng có hoảng loạn vậy nữa được không? Trời, bình thường tôi ở khách sạn 3 sao còn không được, vì sao ở đây vậy? Ăn uống sao? Tắm rửa sao? Tôi có kinh nghiệm để sinh tồn
trong những nơi hoang vu như thế này. Ồ, kinh nghiệm. Nó là giảng đạo. Sinh tồn sao trời? Mọi người tin tôi đi, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người. Mà giờ cũng sắp tới giờ ăn tối rồi. Đừng có lo, bây giờ mình có nhiều người mà, mình chia ra đi. Người đi kiếm củi, người dựng trại, người kiếm thức ăn để lo cho buổi tối nay. Coi như đây là một cơ hội để tụi mình hòa mình với thiên nhiên. Ê, mà tôi thấy lỡ cái nha, mà nó có hả bị có đi nó chết kìa. Thôi bây giờ vậy nè, tôi biết dựng liều, mỗi người một tay một chân đi. Ngồi ở đây than vãn làm cái gì đâu. Đi kiếm đồ ăn, đi kiếm củi lửa. Coi như hôm nay tụi mình cắm trại ở đây một hôm. Ừ, được á. Ừ, đồng ý không? À, mỏi quá nhưng mà nói thì hay quá ha, nồi này xong chảo đầu nóng với ba. Mọi người yên tâm đi, mọi người quên tôi là phượt thủ hả? Trong ba lô tôi có đầy đủ đồ nghề hết rồi. Thôi được rồi, đi đi, sắp tối rồi kìa. Không phải đụng chân đụng tay mấy cái này luôn á. Bây giờ nổi đẹp lên. Đừng có đụng, có rớt cái bông mai bây giờ. Xong chưa vậy? Mũi cắn nổi ghẻ luôn mà. Ủa, sao nó không mở luôn nè. Lên. Thì các bác cái rừng rú này thì cái đốn hết đi. À, đi kiếm củi. Không có kêu đi ăn chè với chai. Làm gì vậy? Sao kêu cho mũi? Chứ không lẽ để cho mũi cắn xấu ghẻ rồi ma nào rước giống bà hả? Ê nhẹ. Tôi ế là tôi tìm trai đẹp để yêu. Mà thôi bỏ đi. Đi kiếm củi á, không có gọi tên nhau nghe chưa? Ma bắt. Cũng biết sợ nữa hả? Sợ. Ê anh làm xong chưa rồi? Từ từ. Nội đó không phụ gì hết trơn. Nhanh tay nhanh chân lên, tôi tới nơi rồi. Cái gì nhanh tay nhanh chân? Cô ngồi đó cô phụ mà cô còn lèm bèm nữa. Trời ơi, tôi con gái chân yếu tay mềm sao làm. Thì không làm được thì ngồi đó im đi để người ta tập trung làm, được chưa? Trai kỳ quá. Ê, ông bỏ cái bạc đó ra luôn đi, trời ơi bỏ lên tối hù à. Mệt quá. Rồi đó. Cao cao xíu đi ông, trời ơi thấp chuẩn vậy cho heo vô hả, heo ở hả? Hello, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tuấn Kiệt. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Và hôm nay Kiệt sẽ dẫn mọi người đi khám phá một khu rừng hẻo lánh. Đùa thôi, bởi vì hôm nay thì Kiệt đang trên một chuyến xe đi về Đà Lạt. Nhưng vô tình thì xe bị lạc giữa rừng. Vì vậy, tụi mình đã có một chuyến sinh tồn ở trong rừng bất đắc dĩ. Nhưng chuyến đi này sẽ rất là thú vị. Và thú vị như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ một em gái trong đoàn nha. Em gái ơi, có phải đây là một chuyến đi thú vị hay không? Thôi, ở một nơi tối tăm mà rắn rết mũi chích cũng thú vị ha anh Kiệt ha. Trời không thấy vui vẻ gì luôn mà quay hòa luôn á. Đoạn này chắc bỏ quá. Không sao, bây giờ chúng ta hãy cùng đi gặp gỡ những cái điều kỳ lạ khác ha. Bây giờ thì như các bạn được biết á, thì để sinh tồn trong rừng thì chúng ta cần có lều đó. Đây là cái nơi ở của chúng ta. Và ai là người làm ra những chiếc lều này? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh chàng làm lều đó. Chào anh chàng làm lều. Thôi, tôi không có thích quay phim đâu. Anh quay người khác đi. Người này bị sao á? Không sao, trong khu rừng này còn rất là nhiều điều thú vị. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá tiếp nha. Yeah, tiếp xa đằng kia có một đôi tiên đồng ngọc nữ đang đi lấy củi về đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ nha, xin mời các bạn. À, nói cha là thiệt luôn, anh nói đừng có đi vô cái chỗ đó mà thật thiệt á. Lì lợm gì vừa đó chứ, bực mình quá đi thiệt á. Bắt rồi. Như vậy là như vậy, thứ đồng đội dơ. Kêu đi kiếm củi, kêu đi sát nách nhau, lại làm cái gì bỏ người ta. Không kiếm chút xíu à.
Ủa chứ giờ tôi ở lại lỡ chết chung với bà rồi sao bà khôn như vậy hả? Thiệt đi với bà không bao giờ hiền nổi luôn á. Bà làm bạn tôi hơi lâu rồi đó. Xin lỗi bà, chung chiến xe này mới làm bạn bà á. Bà nghĩ ai là bạn bà hả? Coi bà em đây được anh còn chung với tôi nữa. Leo đi. Thôi mấy người làm gì vậy? Tôi chỉ muốn quay vài cái khung hình đẹp cho khán giả của tôi coi thôi mà mấy người cứ làm gì vậy? Không, bây giờ tôi đã ý rồi, không quay mọi người nữa. Ủa? Nền nã rồi nè, quay đi. Ủa? Còn cái bà âm khí đâu rồi? Nãy thấy đi bên kia kìa. Đánh tiếp đi. Quay vlog cho hay nha. Trời ơi! Mày ơi, tự nhiên mắc quá vậy. Nè, anh đang làm gì vậy? Tôi mắc quá, tôi định giải quyết ở đây. Nhưng mà cái gốc cây này là của tôi mà. Cô bị khùng hả? Cây trong rừng mà tự nhiên của cô là sao? Thôi tôi năn nỉ á, cô xem mặt cây chỗ khác đi, cho tôi giải quyết một cái nha. Trời ơi, sướng hết cả người. Đây là con dắt, không sao đâu, nó cắn ngứa xíu là hết à. Nó ngứa vậy? Cô yên tâm đi, từ từ, để tôi. Thôi là trời. Bộ cái không gian nó chưa đủ rùng rợn khủng khiếp hay sao mà còn drama nữa trời. Làm mất được cái la luôn coi, làm quá đẹp luôn á. Cái gì cũng la lên rồi, biết chừng nó giải quyết sao mà. Biết ra đây mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm không hả? Cái gì? Không bị lao cái miệng má hết. Rồi em đỡ ngứa chưa? Đỡ chút xíu rồi. Chút xíu là anh hết ngứa bây giờ á. Chứ giống vậy? Thiệt, ở dưới quê tôi á, mấy con này có mà đầy. Tại cô người Sài Gòn lần đầu tiên gặp, thấy sợ là phải rồi. Ôi mọi người ơi, mì chín đây nè, chia đũa đi, để tôi gấp mì cho. À, anh cho tôi thêm xúc xích, thêm nhiều nước nha. Mà topping á, mình để gọn gàng thì ăn mới ngon được. Trời ơi, tôi không biết tôi mắc nợ cô nào luôn á. Nè. Anh phước ba đời lắm mới được cho anh, rồi anh nấu á. Nói nghe nè, đêm trong rừng lạnh thiệt luôn á. Nè chị, chị ăn miếng đi, cho ấm lòng. Ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Rồi thôi cho bà chết đi. Nè anh, ăn đi. Cảm ơn anh. Rồi lên xe. Mà chừng nào cái xe nó có xăng để lơ xe. Thì chiều giờ tôi với bác Tài cũng đi vòng vòng quanh cái chỗ này nè. Mà có kiếm được nhà dân nào đâu, chỗ này vắng que à. Tết nhất mà để mọi người trễ nải vậy tôi cũng đâu muốn đâu. Đáng lẽ ra ngày mai tôi phải thức dậy trên một chiếc giường thiệt im ái, rồi còn chở má tôi đi lấy mấy cái áo dài mới mua.
xong rồi chạy đi ra chợ mua trái cây bày mâm ngũ quả nữa. Bây giờ trời, Tết nhà tôi vui lắm á. Từ cấp dưới tới mọi người tới chúc Tết nườm nượp luôn. Hồi nhỏ tôi hơi bị nhiều tiền lì xì luôn á. Nhưng mà lớn á, kiểu như là mình lười chào hỏi xong lười tiếp khách á, thấy mà chết đi được. Còn tôi là xác định cứ Tết Tết là thấy thịt hộp vịt đủ mùng đủ ngày luôn, không thiếu ngày nào hết trơn. Đến nỗi mà muốn đi qua nhà hàng xóm ăn cái gì đó mới mới cũng vẫn là thịt kho hộp vịt. Còn nhà tôi nha, từ ngày 28 Tết cho tới mùng 10 Tết, ngày nào cũng ăn bánh chưng hết trơn á. Ăn xong đến qua Tết, cái mặt tôi bự như cái bánh chưng luôn. Vậy bữa nào á, tôi mời mọi người tới nhà rong tôi chơi, rồi tôi đài mọi người món đặc sản, chắc chắn sẽ không ngang. Đặc sản là món gì vậy chị? Là món súp ruột ngựa, đại đêm 30. Sau đó ngày mùng 1 tôi sẽ đại món thịt trâu phơi nặng trên đà 30 ngày, uống với rượu cần, rất là vui, rất là ngon. Ôi trời ơi, cái mấy món đó sao mà ăn được hay gì ha. À mà em hỏi chị nè, trên cái làng của chị có cái món gọi là cái món trai không chị? Trai? Món trai là quà không biết. Chị không biết mà có con hay ha. Rồi nhắc tới trai mới nhớ chị vô quê có những đề nhức nhỏi dư làm. Mắc gì nó bình thường cũng được. Tức. Tức á chị. Mỗi lần nhắc tới là em vỡ òa luôn. Tức dữ lắm. Cái quê em kỳ. Mỗi lần em về là hỏi trai đâu. Hồi có đại gia tới đón chưa mọi người. Mà chị biết rồi đó. Mọi người biết. Em ế. Em tinh nghịch đáng yêu mà không biết sao. Không cha nào đón em hết. Bà còn đỡ à. Chứ tôi nè vừa sọt mở cửa ra đón khách vào nhà, ông chú hỏi liền cho một câu chừng nào lấy vợ. Trời đất ơi, hôm nãy giờ tôi kêu ông chú của tôi hả, chừng nào chú lấy chồng đi con lấy vợ chú coi. Chưa hết đâu, ông còn hỏi thêm câu nữa. Năm nay công ty mày thưởng được bao nhiêu, rồi nhà mày có bao nhiêu căn rồi, đúng không? Mọi người á thì còn có cái để mà than vãn. Chứ như tôi với lại bác Tài á, Tết nhất cứ phải đưa đón, có bao giờ được về nhà ăn Tết với gia đình đâu. Mọi người thì được sum vầy gia đình, tụi tôi thì cứ băng băng trên những con đường. Đúng thiệt. Ngày Tết ăn gì uống gì không quan trọng, quan trọng nhất là phải có ba có mẹ cả gia đình quây quần bên nhau. Quên. Đi đâu vậy? Kiệt, còn Tết quê ông sao? Có bị chéo ngoe như tụi tôi ở đây không? À, tôi hả? À, tôi thì chán lắm. Năm nào Tết tôi cũng đi phượt hết á. Năm trước thì đi miền Trung. Năm nay định về thăm lại cố hương. Thì xe của tôi bị hư nên mới lên xe khách. Kể ra thì gặp được mọi người đúng là một cái duyên. Duyên y như cái tên hữu duyên của em vậy đó. Ê nói nghe là tôi thấy cái tên lót của bà hơi bị sai. Cái tên lót bà đừng nói là hữu duyên mà là vô duyên mới đúng á. Ba má bà đặt cái chữ duyên nó sai người. Vậy còn ông, sao không kêu ba má ông đổi ông lại tên quỷ nữ hay là quý nữ gì đó? Vậy là bà sai chứ phải ba má tôi sai. Tôi thích con trai cho nên ba má tôi đặt tên là quý nam, đúng không? Đúng, bà đúng. Ủa chị May, sao sáng giờ chị không ăn gì đi? Đưa bé đây tụi em ẵm cho chị ăn miếng đi. Không cần đâu, tôi no rồi, không cần ăn. Mọi người ơi, sao đêm trong rừng vừa lạnh mà vừa tối, tôi thấy ớn ớn thì sao á? Bà sao á? Dĩ nhiên là trong rừng nó phải tối nó lạnh là đúng rồi, chứ lại bắt bốn cái đèn pha chỉa vô vậy. Có lửa cho bà là may lắm rồi đó. Lo mà ngồi trong cái vùng ánh sáng nó đừng có bước ra khỏi cái vùng này. Bước ra khỏi cái vùng này là thế giới của những loài bóng ma, hiểu chưa? Nói cho hay vô. Rồi thấy mấy thằng tù vượt ngục với hồi chiều đó, bắt đầu quéo cái giấy tính, bỏ giò chạy, bỏ mọi người lại. Trời ơi, bà làm cho tôi nhát cấy lắm hay gì? Tôi nói cho bà nghe, tôi sợ ma chứ còn người hả? Chưa chắc gì tôi sợ. Bà nhìn lại coi tụi mình bao nhiêu là người. Nó ngon nó thử xuất hiện cái coi, nguyên đám sụm lại đánh hội đồng là nó chết chứ đâu, đâu sợ rồi mình chết. Ba thằng tụi ốm nhách mà lo gì?
Hay quá. Không nghe gì không? Chắc thu rừng gì á. Chắc Trâm Anh đi toilet chứ gì. Trâm Anh đâu có đi toilet hướng đó đâu, bà đi hướng khác mà. Mọi người bình tĩnh đi, bình tĩnh. Mẹ thôi, xin lỗi mẹ, không về gặp mẹ được. Bình tĩnh đi. Khoan nha, sao mà zombie em thấy bên Mỹ không à? Loại bộ qua đây hay quá vậy ta. Con này là con zombie hả? Nó cắn tôi giống nó, má ơi nó xấu quá luôn, tôi không có chịu đâu. Mày là ai? Cho tôi ăn. Đấm đèo, con mèo nè, anh đi. Em vô viên thúi lắm, anh bạn lạnh thúi giống em luôn á. Đừng đừng nha, bình tĩnh nha, mình sáng suốt lên. Anh dậy đi. Đói. Đói gì mà đói? Ông là zombie định ăn thịt tụi tôi đúng không? Tôi nghĩ ông ấy là người á, không phải zombie đâu. Đúng rồi, ông không phải zombie đâu. Đây chính là tù nhân vượt ngục mà lúc sáng mình nghe được tin á. Ha ha, tôi biết rồi nha. Tôi sẽ bắt ông ta và giam cho công an. Tôi sẽ lãnh tiền thưởng, sửa một số cái cần sửa. Ê, nó nghe nè, không ai thưởng cho bà đâu bà. Ha. Ê, hồi nãy bà nói là bà ế chồng đúng không? Đúng rồi. Chồng bà nè. Anh ăn miếng đi. Ông ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Từ từ thôi. Cảm ơn cậu. Tôi không phải tù vượt ngục đâu. Tôi chỉ tính ra ngoài để đi làm một việc, rồi tôi sẽ quay lại trại giam mà. Đừng nghe ca ve kể chuyện, cũng đừng nghe con nghiện trình bày. Ông tưởng tụi tôi ngu hay sao mà tin là ông sẽ trở lại trại giam hả? Tôi không phải con nghiện. Tôi bị bắt, bị ở tù là vì tôi tổ chức đánh bạc ở cấp xã thôi. Ôi trời. Tôi cũng không có tham gia đào tẩu đâu, mà chỉ vô tình hưởng sái thôi. Hưởng sái? Tại sao? Thì lúc đó mấy thằng chung ở trong phòng nó đục tường đào tẩu. Tôi không có làm hại ai đâu. Tôi biết mọi người ở đây ai cũng sợ tôi, ai cũng cảnh giác với tôi. Nhưng mà tôi xin mọi người, sáng mai cho tôi về thăm mẹ tôi một lần. Tới nơi rồi mà tôi là thằng con bất hiếu. Tôi bỏ mẹ tôi tuổi một mình. Tôi ra đây á là cũng vì lý do đó đó. Anh đúng là một tên tù tội hiếu thảo. Cảm động quá anh. Anh lo xe, anh lo xe. Ngày mai mà có sửa được xe á, anh đưa chú về thăm mẹ nha, mình làm phước đi. Thì cũng được. Mà nhà mẹ anh ở đâu? Mẹ tôi hả? Ở dưới đó đó. Thì chiều tới giờ tôi với lại Bắc Tài đi hết cái khu ở đó luôn rồi, có thấy nhà của ai dưới đâu. Không xạo đúng không? Không. Mẹ tôi ở dưới đó thiệt mà. Đó, trong cái đám mộ đó có mẹ tôi ở trong đó đó. Ôi, thế vậy là sao? Gì mà mồ mả rồi kéo thăm mẹ? Cái kéo này là tôi để cắt cỏ cho mẹ. Hay là bây giờ mấy anh cùng tôi đi xuống thăm mẹ tôi luôn đi. Tôi dẫn mấy anh đi. À thôi, yeah. thôi, tối rồi nha. Tối rồi đi ngủ đi, chứ giờ cắt mẹ cũng có chứng đâu nha. Đúng rồi. Bây giờ tối rồi đúng không mọi người, giờ mình đi ngủ đi ha. Mẹ chú ngủ đâu mọi người?
Trời ơi, đương nhiên là Nam thì ngủ trong lều chung với Nam rồi, đúng không? Vậy nha, mình đi ngủ đi mọi người. Được rồi mọi người. Anh ơi, anh ngủ sớm đi, rồi sáng mai anh đi thăm mẹ anh. Cảm ơn mọi người. Chết rồi, có khi nào cô ấy quyết tâm chết không? Ôi, ây da, trời ơi. Trời ơi, cô làm gì bể cái alo của tôi luôn rồi nè. Tôi đi giải quyết cái bộ tâm sự. Rồi trời ơi, con gái con lứa vậy, tay chân mạnh bạo quá vậy. Ai bị anh làm tôi giật mình chi? Hay là anh đeo bám tôi đúng không? Cái gì đâu bám nữa trời trời. Thôi, cô muốn làm thì làm đi, tôi đi trước à. Không để. Cái gì? Ê ông ơi. Cái gì? Ông đừng có đi đâu nha. Có đi đâu đâu, đang đứng trước đây nè cô nương. Ê, cái gì? Ông Hình có đó không vậy? Trời ơi, tôi đang đứng trước này nè, kêu hoài vậy, đi nhanh đi. Ê, mày nói nghe nè. Cái gì? Ở đây im ắng quá à. Hay là ông hát tôi nghe một bài được không? Trời là trời, đứng đây canh cho bà rồi bây giờ phải hát cho bà nghe nữa. Trời ơi, tôi năn nỉ á. Thì tôi hát đại nha. Ừ. Đưa em qua thung lũng, rồi bóng đêm về một nơi. Vậy? Vậy? Ông hát bài gì mà không hình cảnh vậy? Tôi hát đại đó bà ơi. Bà xong chưa? Chưa. Nhanh đi, nhanh đi. Ê. Cái gì? Ông nín thở lại nha. Nín thở cho tôi chết hay gì trời? Mà lúc này ông thở mới chết á. Làm gì chết? Còn phải sống chưa? Nhưng mà tôi không có gì để ấy á. Để ấy là để gì? Để làm sạch đó ông. Rồi mà đi mà không đem giấy thôi mà. Không có. Trời ơi, giờ tông ra bây giờ. Đợi tôi xíu. Có cái khăn là được không? Được, tạm đi. Hả? Ê, đừng có nhìn lại. Ai mà thèm dịch vào đâu ơi. Nè, nhặt đi, nhặt đi. Xong chưa? Xong rồi, đừng có bịt mũi nữa. Thôi, đi, về, đi. Từ từ. Đi. Thôi. Ê,
anh gì vậy? Anh ra đây làm gì? Anh đi về lều đi, mà kệ tôi. Cô đừng có ngốc vậy được không? Cô lên đây đi, chuyện đâu còn có đó, cái gì cũng giải quyết được mà. Anh biết cái gì mà anh nói? Anh không hiểu đâu. Tôi là một đứa vô dụng, không làm chuyện gì ra hồn hết. Tôi mất hết tất cả rồi. Công việc thì bị chèn ép đến mức phải nghỉ việc, nên cả người yêu cũng phản bội tôi nữa. Không còn mặt mũi nào để gặp ba mẹ của tôi. Không còn chuyện nào có thể giải quyết được nữa đâu. Làm ơn, để yên cho tôi đi. Tôi muốn đi chết mà. Trời ơi, cô bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Giải quyết? Giải quyết chuyện gì? Đây không phải là chuyện của anh. Anh đi đi. Được rồi, mạng sống là của cô. Cô muốn sống hay muốn chết là quyền của cô. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô chọn chết rồi là sai lầm rồi đó. Tại sao? Cô không biết à? Tôi là dân đi phượt nên tôi biết, con sông này cứ cách một tiếng là có một người chết trôi đến đây. Cô mà nhảy xuống đó, nói không chừng cô chưa kịp chết thì chân của cô đã chạm chung cái xác chết. Mà cô có đụng vô xác chết bao giờ chưa? Anh đừng có nói nữa, tôi không muốn nghe. Tôi chưa nói hết mà. Mấy cái xác chết đó kinh khủng lắm. Thịt đó thì bị thối rữa, bụng thì trương lên, mặt thì xanh lè. Chưa kể người chết trôi đâu có ngậm mồm lại được. Cá nè, tép, rong rêu, tất cả đều tràn vô. Cô mà nhìn thấy chắc là cô ói liền á. Anh im đi, đừng có nói nữa mà. Được rồi, cô muốn tôi im đúng không? Lên đây trước đi. Tôi không lên, đây là chuyện của tôi, không có liên quan tới anh hết. Tôi không tha thiết gì muốn sống nữa đâu. Anh đi đi. Được rồi, cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi có lời này, coi như là lời cuối cùng muốn nói với cô. Cô nghe rồi, đừng có giận tôi. Bây giờ cô chết thì cũng tốt xong, tốt Hà Bá. Cô có biết ai sẽ là người khổ hay không? Ai sẽ là người lội từng khúc sông, khúc suối để tìm cô? Ai sẽ là người đau đớn đến không sống nổi khi tìm thấy xác của cô? Và ai sẽ là người ám ảnh suốt cuộc đời khi thấy cô chết khổ, chết sợ như vậy hả? Chắc chắn là ba mẹ cô. Chỉ có ba mẹ là người yêu thương mình vô điều kiện. Còn người khác, người khác thương cô cần có điều kiện. Cô không nghĩ đến việc báo hiếu cha mẹ mà lại chọn cách hủy hoại bản thân mình như vậy. Không còn gì nữa đâu, không giải quyết được chuyện gì nữa rồi. Đã nói rồi, tôi mất hết tất cả rồi. Anh làm ơn để tôi yên đi được không hả? Nực cười. Cô vì một người không đáng chọn cách chết đi, để lại hậu quả cho người khác gánh. Cô làm như vậy có phải là ích kỷ quá không? Anh im đi. Anh có bao giờ đặt vào vị trí tôi chưa? Anh không biết tôi phải trải qua những khó khăn như thế nào đâu. Tôi không ở vị trí của cô, tôi không hiểu được. Nhưng cô có biết tôi thèm ở vị trí của cô không được không? Ít ra cô còn có cha, còn có mẹ, còn tôi nè. Một thằng mồ côi, một thân một mình, không ai yêu thương, công việc thì cũng bấp bênh. Tôi nghĩ
tới lúc tôi chết đi cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết. Vậy cô nghĩ coi, tôi sống trên đời này để làm gì? Cô tin tôi đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Phải học cách mạnh mẽ lên. Đi đâu sáng giờ vậy? Không biết khu rừng nguy hiểm lắm không? Trời ơi trời, tôi rủ không đi, đi với người khác giận tím người luôn vậy đó. Nè, cô nam quả nữ, mốt có đi đâu á phải nói cho người khác biết nghe chưa? Trời ơi coi kìa. Ê, quần áo sọc sệt nha. Trời ơi, mấy người nghĩ gì vậy? Hồi nãy á, tôi đi ra suối bắt cá, xong rồi vô tình gặp Trâm Anh nên tôi với cậu mới về chung. Mọi người đừng nghĩ bậy bạ. Nè, cá cho mọi người ăn nè. Nè, cầm đi. Nhanh. Trời ơi. Thiệt tình chứ, mấy mốt đi đâu thì nói ở đây một tiếng. Suýt nữa là tụi tôi đi tìm hai người rồi đó. Tôi xin lỗi mọi người nhiều nha. Ui, hôm nay bà có xíu người rồi đó. Bà thấy tôi bệnh luôn rồi kìa. Thôi, mấy người đừng nói vậy. Thôi được rồi, không có gì tốt đây. Chắc để lát nữa tôi bắt tài á, sẽ tranh thủ tìm đường ra khỏi khu rừng này, coi có ai giúp không. Mà để tôi giúp cho, ở đây á tôi rành đường lắm. Thiệt vậy hả? Tốt quá. Vậy tốt quá. Vậy bây giờ chú dẫn tôi với bác tài đi tìm đường ra khỏi khu rừng này nha. Ê, được không vậy? Được không vậy? Được không? Mình đâu có sự lựa chọn nào khác đâu. Mọi người ở đây đợi nha. Đi đi. Được rồi, mọi người đừng lo nữa. Tôi nghĩ chắc ổn mà. Rồi giờ cho nó vô nồi lẹ đi. Nồi cái gì mà nồi, cá này phải nướng chứ. Nướng chứ. Hai người đi xiên đi. Hai người là Bèo với anh đó. À không. Ê, không biết là hai người kia có tìm ra được đường lớn không nữa. Không biết nữa. Trời đất ơi, có khi nào ông dẫn bác tài với ông tài xế không? Nó nghe nè, coi chừng cái miệng của mày giống con cá đó, mày nói đi. Bác tài. Mọi người, có ai giống tôi thấy chị Mai kỳ lạ không? Ồ, tôi cũng thấy bà kỳ lạ nha. Ít nói chuyện mà em bé thì không thấy khóc nha. Chưa hết đâu. Từ hôm qua giờ tôi để ý nha, tôi không thấy khi nào mà chỉ cho em bé ăn luôn á, mà cũng không thấy không cho đi vệ sinh vì gì luôn á. Ê, có nào đứa bé bị cầm không? Trời ơi, cái nét duyên tinh nghịch y chang tôi luôn á bà. Sao lạ quá ha. Trời đất ơi, có khi nào bà bắt cóc con nít, bà chuốt thuốc mê rồi bà đem đi bán nội tạng không trời? Thì nói gì ghê vậy. Thôi mọi người đừng suy đoán lung tung. Nhỡ như trẻ là người tốt mà mình nói như vậy á thì tội nghiệp trẻ lắm. Thôi đừng suy đoán lung tung nữa, mình tìm hiểu sự thật đó là gì đi. Mọi người, chị Mai ơi. Hả? Em thấy chị bế em bé mấy ngày nay chắc mỏi tay đó, để em phụ chị cho. Không, em xin lỗi. Nói tiếp đi, nói tiếp đi chị. Chị Mai ơi, em nghĩ là em có khả năng giữ nếp giỏi lắm để em bế. Không cần, không cần. Em lỡ tay đổ nước lạnh lắm, để em giúp cho. Không được, không được, con tôi để tôi lo. Không được. Ê, thấy chưa, tụi nó không có bình thường đâu mà. Tức thiệt á, mình đã cố ý đổ nước vậy rồi mà không chịu đưa em bé cho mình. Trời ơi, con thử mình ụp nguyên ly nước đầu nó vậy con. Mọi người, kế hoạch B.
Chính kỹ nha. Đúng rồi, mọi người nướng kỹ nha. Đừng nghĩ trong rừng mọc ra cái nấm ngon ghê luôn á. Trời, mọi người có nghe mùi thơm không? Đúng rồi. Mà cái nấm này ngon vậy, có một cái em ăn đâu có đã đâu trời. Đâu ra hai cái. Trời ơi, ở đâu ra hai cái, đúng rồi đó. Ăn một cái thôi là được rồi. Cái nấm này vừa ngon nhưng mà vừa bổ nữa đó. Đúng rồi. Nhất là con gái nha, con gái nha, con gái ăn vô là hả, da đẹp mơn mởn luôn. Ôi, chính rồi đó, chính rồi đó. Thử một cái sơn nè, mình ăn nha. Rồi, nóng nè. Rồi, bây giờ đếm 1, 2, 3 mình ăn chung để cho vui. Rồi, 1, 2, 3 Ở chết bộ, còn quên chị Mây. Mây, đúng rồi. Chị Mây ăn nấm không? Cho miệng. Ăn đi. Đẹp da lắm á chị. Ông không đẹp da hả? Thôi cho bà đẹp da đi. Ngon quá. Ngon ai đóng ngon à. Mọi người ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ngon. Ngon quá. Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, kinh nghiệm của tôi chỉ cần ăn cái nấm này vô là sẽ bị hôn mê tạm thời. Biết sao tôi biết không? Sao biết rồi? Tôi bị rồi. Mới biết. Thôi hành động, hành động, hành động. Xỉu rồi kìa. Em Anh, em ẵm em bé lên đi. Tôi hả? Ẵm lên đi. Lấy cái tay bả ra. Em lấy cái tay bả ra, em dở cái tay bả ra. Nè, mọi người ẵm đi. Mở ra, mở ra, mở ra. Tôi mở luôn hả? Ừ. Đúng rồi. Cái gì mà đứa tôi có cái gì vậy? Mở ra coi ơi. Được thì ta ẩm cho, thằng nào cũng vậy hết trơn. Cứu mẹ tôi. Trời ơi, tôi biết mẹ đã chơi cu mê thông mà yểm bùa tụi mình á. Hèn chi trên xe cứ xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác. Cứ tưởng đó là do bà chỉ nói răng bằng mắm thôi mà. Ai về đây cho cái bà này. Con của ta. Chả nè. Ê, lỡ bà yểm nữa rồi sao? Thôi, lấy dây chói bà lại. Tụi mình đông mà sao thì bản nhau vô. Vô ra rồi. Chị Mai. Ai vậy? Ai vậy? Anh nuôi. Chị Mai. Anh nuôi. Em gái mưa hả? Thôi. Không phải. Mai là vợ của tôi. Ồ, hay vậy. Từ anh nuôi em gái mưa bây giờ là thành vợ chồng luôn. Hay. Đỉnh. Không phải. Tôi tên là Nui. Áo tên Nui. Không phải. Tôi tên là Nui. Nui là Nui, Nui, Nui Thái Sơn đó. Ông tên là Nui. Nui. Rồi mắc gì cản. Mọi người hiểu lầm vợ tôi rồi. Con vợ tôi, cái bụng nó tốt lắm. Nó không làm hại mọi người đâu. Cái bụng tốt mà chơi cô mang thông yểm bùa mọi người hả? Không phải. Tại vì vợ chồng tôi không có con, cho nên con vợ tôi ôm cái búp bê đi tới đâu coi cũng như là con mình vậy đó. Ông tin sao mà tin được chứ? Nếu như mọi người không tin mày thì lột đồ ra mà coi thử đi. Không phải, ý tôi nói lột là lột cái con búp bê này nè. Coi thử coi con nó có dáng bùa hay vẽ bùa gì không. Nếu mà không có thì sao gọi là cu mê thông được. Có. Có cái tem. Made in Đà Lạt. Đúng rồi, cái con búp bê này là bằng nhựa tôi mua ở chợ Đà Lạt đó. Nuôi ơi, họ định hãm hại mày. Mày không sao là được rồi. Ê! Nói gì nói, bỏ cái dao xuống đi. Ông chỉ thấy ghê quá à. Con, con mày. Mày yên tâm, mày qua lại đi. Con mày. Dạ.
làm ấy. Bây giờ mọi người có tin gia tôi chưa? Tin. Giờ tôi đưa vợ tôi về được chứ? Được. Bác gì vậy? Không, tôi đưa mày về. Khoan đã anh ơi. Kêu chi vậy? Kêu chi vậy? Anh cho em hỏi, anh ở gần đây, chắc là anh biết quanh đây có người sinh sống không anh? Tìm người sinh sống để làm gì? Thú thật với anh, xe của tụi em bị hư, rồi tụi em bị kẹt trong cánh rừng này, nên tụi em tìm xem có ai sinh sống gần đây để giúp đỡ tụi em thoát ra được cánh rừng này. Ở đây khó ra lắm. May là vợ của tôi sống ở đây biết bao nhiêu năm mà vẫn còn đi lạc đó. Mình lạc ở đây luôn hả trời? Dạ anh ơi, anh cho em hỏi gần đây có chỗ nào để tá túc không? Tá túc là sao? Thì kiểu như là khách sạn á anh. Khách sạn? Có không anh? Có khách sạn không? Khách sạn thì có. Có khách sạn kìa. Anh ơi, vậy thì hay quá. Anh chỉ đường cho tụi em đi. Bây giờ mình đi đường nào tới đó anh? Đi đường nào tới đó anh? Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Nữa miễn sao nó là khách sạn là được. Đúng rồi. Để tụi em đi. Mệt mỏi quá. Mọi người cứ đi đường này. Đi thẳng. 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 Thẳng hoài. Khi nào thấy khách sạn là tới. Trời ơi, ông nói cái tôi hết muốn thẳng luôn á. Đường dễ đi quá mọi người. Bây giờ tôi đưa mày về nha. Giờ mày, giờ mày. Thôi mình mua giờ hành lý đi mọi người, đi đi liền đi mọi người ơi. Mọi người ơi, nếu đã vậy á thì mình phải đi liền đi. Trời sắp tối rồi, tối nguy hiểm lắm. Thôi, vô gom đồ đi. Nhưng mà còn bác Tài với anh lơ xe thì sao? À, mình để lại cho họ vài chữ. Chỉ cần họ quay về đây, thấy thì sẽ đi tìm mình. Thôi, mình vô gom đồ đi. À, trễ rồi, đi. Vô gom đồ. Rồi. Có bông đúng không? Cái bông bóng không phải của tôi mà kêu tôi bông. Đi thẳng ra đây nào. Đi thẳng. Thẳng hoài luôn. Quên đi bao yêu thương ngày qua ta đã có. Nhìn thật sâu vào ánh mắt, ngày vừa rời bước đi anh im lặng. Dù rằng tình mong manh chìm sâu làm vỡ đi một trái tim. Sao con tim này hoa đã kể từ lúc em rời xa vòng tay và xa như anh đi đu mạnh mẽ nói lời xin lỗi. Em kia bên gọi tên ôm chặt và hôn thật sâu thật lâu nhưng chỉ còn là kỷ niệm mình anh nhớ mong. Đừng rời xa anh, xin đừng đi, xin đừng đi. Người đừng rời xa anh, xin đừng đi, xin đừng đi. Đừng rời xa anh, hãy quay về đi để anh được ôm lấy em vào lòng. Đừng rời xa anh, xin đừng đi, xin đừng đi. Người đừng rời xa anh, xin đừng đi, xin đừng đi. Đừng rời xa anh xin em, đừng rời xa. À, sao ông kia ông nói là đi thẳng thẳng là tới mà thẳng hoài thấy tới đâu? Đi nãy giờ 4-5 tiếng rồi á mà vẫn chưa tới. Em mệt lắm, em đuối sức, em không đi nổi nữa đâu. Tự nhiên mọi người nghe lời ông đó làm chi vậy? Biết ông nói thật hay không? Tự nhiên bây giờ mình bỏ lương thực hết ở trong lều, ở trong này không có gì ăn là mình chết đói luôn nè. Thôi mọi người ráng đi, tụi mình đang ở giữa rừng thiên nước độc như thế này tìm đâu ra đồ ăn. Thôi được rồi, mọi người phấn chấn lên, ráng đi qua đoạn này đi. Biết đâu đi qua đoạn này rồi gặp khách sạn hay sao? Ừ, đúng rồi. Thôi ráng lên. Phấn chấn lên nè. Đi 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 tiếp đi tiếp.
Cố lên, cố lên. Đi, 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 đi. Cái gì vậy? Đường đâu? Trời ơi mọi người, mình đi tới đường cùng rồi đó. Rồi ra đây làm cái gì? Ra đây làm cái gì mà nãy giờ đi chờ rốt cuộc không có được cái gì hết trơn mà mỏi quá. Ra tới đường cùng mà giữa sông giữa suối, đồ ăn đâu mà ăn mọi người. Cái này mới chết thiệt nè. Rồi bây giờ mình lỡ đi ra tới đường cùng rồi, không thôi tụi mình quay ra lại đi, chứ đi qua bên kia đâu có được đâu. Trời ơi. Tôi thấy mọi người cũng mệt hết rồi, hay là tụi mình nghỉ ngơi đây xíu đi. Tôi đói, mọi người đang rất là đói rồi, nghĩ cái gì nữa không quan trọng bằng ăn đâu. Mà bây giờ vừa về có cái gì để mà ăn? Tôi có cách rồi. Anh đang làm cái gì vậy? Thì tôi đang kiếm đồ ăn cho mọi người nè. Mỏi chân quá, đau chân muốn gãy chân luôn vậy á. Có bị đau chỗ nào? Trời đất ơi, mỏi chân quá trời, đau mà muốn quẹo cái cẳng luôn á. Chừng nào bà sống đúng với cái tên của bà đi sẽ có người bóp chân cho bà. Cái tình cảnh loạn lạc này là do cái miệng của bà gây ra không á. Ở đó còn ngồi đó ướt có người bóp. Nha anh. Có gì đâu, mấy cái này á, hồi trước tôi có đi phượt với mấy ông anh, rồi gặp mấy tình huống khó khăn, thấy mấy ông xử lý thì tôi học, rồi có cơ hội áp dụng thôi. Ủa, sao buồn hiu vậy? Bộ em còn bị đau chỗ nào hả? Không. Chứ sao mặt buồn hiu kìa? Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá à. Ở nhà á, ba mẹ em không bao giờ cho em làm những cái công việc nặng nhọc đâu. Cái gì cũng nghĩ cho em đầu tiên hết á. Nhưng mà chỉ một lần cãi nhau với ba mẹ, vì ba mẹ không cho em đi du lịch á. Em cứ nghĩ á là em bỏ đi như vậy, sống một mình em sẽ sống tốt lắm. Nhưng mà không phải. Biết vậy em không bỏ đi đâu. Thôi đừng có buồn nữa. Mọi người ai cũng có gia đình, có nơi để trở về. Tôi thấy ngưỡng mộ mọi người ghê. Ủa chứ anh không có gia đình hả? Ủa chứ nào bà hết vô duyên dạ? Thật ra từ nhỏ tôi đã bị lạc mất ba mẹ rồi. Vì vậy tôi mới đi khắp nơi để quay vlog, quay lại hết những nơi mà tôi từng đến, up nó lên mạng để mong một ngày ba mẹ tôi nhìn thấy, tôi có thể tìm lại họ. Công nhận ha, tình cảm của cha mẹ đối với cái người nào mà họ có, họ sẽ xem nó rất bình thường. Nhưng mà đối với những người mà thiếu thì lại là cả một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực luôn. Thôi, cá sắp chín rồi kìa, mọi người tranh thủ ăn đi, để coi tụi mình còn đi. Chứ để đi đường buổi tối á, không có tốt đâu. Nha. Không nói đúng á. Đợi chín rồi mình ăn nhanh đi, rồi mình đi. Ông chú đó ông lừa mình ông trời. Ông kêu đi thẳng hoài là tới, đi thẳng hoài ông tới luôn á. Chứ còn gì nữa? Cái gì mà đi từ nãy tới giờ luôn rồi còn gì? Ê ê ê ê, mọi người. Mọi người nghe tiếng gì không? Nghe tiếng gì, nghe tiếng gì? Hình như là có ai đang đi theo mình, kiểu như đang rình mò tụi mình á. Gì vậy ba? Tự nhiên kể cái gì vậy? Thôi, coi như tôi nghe lầm đi. Đi tiếp nè. Gì đâu đó? Trời đất ơi, trời đất ơi. Mấy đứa làm gì la lớn sùm vậy? Cái này tôi mới là người hỏi ông đó, mắt thằng bố gì ban đêm ban hôm nó
về đi ra ngoài nhát ta gì vậy hả? À thì ra là tụi con hiểu lầm chú rồi. Chú á là thợ săn bẫy thú ở đây, chứ chú đâu có chặn đường cướp của mấy con làm gì. Nói vậy chú là người dân bản xứ ở đây hả? Ờ, chú sống ở đây mà có gì không con? Vậy thì tốt quá. Thú thật với chú, tụi con đi xe khách mà không may xe bị hư, tụi con lạc trong cánh rừng này, tìm hoài mà không có đường ra. Bọn con được chỉ á là đi thẳng hoài sẽ tới khách sạn, nhưng mà tụi con đi hoài mà không thấy khách sạn nào hết trơn á. Không biết á, tụi con có đi sai không chú? Ờ, tụi con muốn đến khách sạn đó hả? Dạ. Sao vậy chú? Có gì không chú? Tụi con có chắc là muốn tới khách sạn đó không? Dạ chứ. Có chuyện gì không ổn chú nói liền nha, con sợ thiệt á. Chú hoang mang quá vậy. À chú ơi, cho con hỏi, gần đây ngoài khách sạn đó ra thì còn khách sạn nào nữa không hả chú? Có, tất nhiên là có rồi. Vậy chú chỉ cho tụi con đi. Ừ, bây giờ tụi con đi về hướng này nè, khoảng 50 cây số là tới. À rồi, nghỉ luôn. 50 cây hả chú? Cây đó rồi sao chú? Ơi tụi con không còn sức nữa đâu mà đi chú ơi. Ông mỏi lắm rồi chú, hết rồi chú ơi. Trên con muốn đi mọi người kiệt sức hết rồi, tôi nghĩ không đi xa được đâu. Đúng rồi, sao mà đi nổi nữa. Ừ, hay là vậy nè, cái khách sạn á mà tụi con muốn tới á, thực ra đi chỉ có 5 phút mà tới thôi. Kìa, nó nằm trước mặt của con kìa. Chỉ có điều là sao chú? Bây giờ vậy, mấy đứa nghe kỹ lời chú dặn nghe chưa? Khi tụi con vào trong khách sạn đó, tụi con tuyệt đối không đi lung tung, và càng tuyệt đối không được đụng vào bất kỳ một đồ vật nào trong khách sạn. Rõ chưa? Gì kỳ vậy? Vì sao rồi chú? Vì không vì sao cả. Nói chung là tụi con phải nghe rõ lời chú dặn. Vậy nha, ngồi tạm biệt tụi con. Chú có công việc chú đi đây. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Mọi người ơi, khoan đã. Hình thái độ của ông chú đó rất là ghê luôn á. Là tôi nghĩ trong khách sạn nó sẽ đó cái... Ê! Tôi cam đoan với tất cả mọi người là trong cái khách sạn nó sẽ chẳng có gì nếu như mà bà chẳng nói gì. Nhưng mà cái thái độ của ông kỳ lắm. Nhưng mà chịu khó đi bộ đi mà. Chứ bây giờ bà nhìn mọi người coi, mọi người làm gì có sức để mà đi nữa. Cứ vô chồng mới tạm đi, không lẽ có chuyện gì. Thôi, tụi mình đi đó sớm đi. Lỡ mà vô trễ, hết phòng nó còn mệt hơn nữa. Mình đi đi nha. Hotel đoàn tụ hả? Nghe sao có điềm đoàn tụ với ông bà quá vậy? Bao nhiêu từ ghép từ đoàn tụ nó đẹp đẽ biết bao nhiêu không xài. Để xài từ ông bà hả? Đoàn tụ anh em nè, đoàn tụ gia đình nè. Ngu duyên quá. Ủa, đây là khách sạn tụi mình ở hả? Trời ơi, khách sạn gì mà dơ, hiu quạnh nhìn nổi da gà da vịt luôn á mọi người. Ê, tôi thấy cái màu của cái này nó giống cái nhà quan hay là cái khách sạn á. Đúng rồi đó. Thôi được rồi, tới cũng đã tới rồi, mình vô đó thử đi. Vô thiệt đó hả? Thôi, đi vô. Đi sát sát nhau đi. Ê, ghê quá luôn đi. Cái này nhìn giống cái chuồng chứ không theo gì trời. Trời trời, trên trần nhà cái gì mà dán nhện không vậy? Đã nói là đừng có vô mà. Đừng tôi nói thiệt nha, tôi chỉ sợ là nó sập xuống thôi chứ tôi không có sợ gì đâu. Đi sát vô coi làm cái gì vậy? Con làm gì vậy? Cô làm con giật mình đó cô. À, thông cảm nha mấy con. Tại hôm nay là cúp điện đó, cho nên cô lấy đèn pin cô soi nè. Cô tắt cái đèn pin đi, nó đỡ cô đi. Để cô tắt nha. Ổn rồi đó. Tụi con thuê phòng, thuê mấy phòng vậy? Ê, là ba đứa mình ở chung được không chứ tôi sợ lắm.
Được không, được không, được không? Được, 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 chứ tôi cũng quéo lắm luôn á. Được đi bà ơi. Biết là vậy đi, ba tụi mình ở chung một phòng. Rồi sao? Tụi mình thì sao đây? Tụi mình thì sao cũng được. Trời ơi, đàn ông sức dày da rộng có gì đâu mà sợ. Thì cái sức dày da rộng thì liên quan tới gì? Sợ, sợ thôi chứ. Tự nhiên giữa nguyên cái rừng mọc, nguyên khách sạn gì hỏi sao không sợ. Thôi, thôi, được rồi. Chị quyết định ba tụi mình cũng thuê chung một phòng luôn nha. Ừ, vậy thuê chung đi. Rồi, vậy là hai phòng hả? Dạ. Rồi, bây giờ tụi con tới đây, tụi con ghi họ tên với lại số chứng minh giùm cô ha. Dạ, để con ghi con ghi đi. Bút đây. Tụi mình phải ở đây bao lâu vậy mọi người? Nói là ban đầu đừng có dẫn người ta vô đây, lôi người ta vô chi. Thôi, ráng đi. Ở chắc cũng một đêm thôi à. Ngày mai mấy tài tới, cũng sửa xe xong rồi sẽ đón tụi mình thôi. Thôi, hy vọng là vậy á. Xong rồi nè con. Ừ. Cúp điện có thui vậy trời. Ghê quá. Ghê quá mọi người ơi. Ai, thiệt tình luôn á tôi. Ủa, ông bên phòng nào vậy? Trời ơi, trời em với. Ai đi lẹ đâu, thiệt các bà đừng có cấu cấu vô người tôi coi. Dễ sợ. Bà sợ nhíu nhíu vô được cái gì á. Coi 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 số phòng đi. Coi phòng nữ mình nằm ở đâu. Ôi cái hành lang kìa. Ôi. Khác gì phim kinh dị không? Ủa, không sao đâu, không sao đâu. Đi coi phòng, coi số phòng đi. Chăm anh đi từ từ thôi. Đi cúp điện thì ghê quá. Con bốn. Mình ở đây thiệt hả mọi người? Phòng 1 đây nè. Mình là 02 đúng không? Nè 02 trên đây nè. Rồi 02 cho. Rồi làm hết hồn. Có điện rồi. Có điện rồi đó mọi người. Thôi rồi, mấy bạn vô phòng đi. Đi vô phòng nha.